Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt đầu năm và ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân các huyện thành phố với chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Tham dự buổi họp mặt có Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung. Phát biểu khai giảng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, năm 2022 là năm quan trọng, nền tảng tiến đến hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và những năm qua, hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục đoàn kết sáng tạo, nâng cao sức lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao trong đảng và trong nhân dân để tập trung phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm mới. Các cấp các ngành cần chỉ đạo điều hành bằng những gì cụ thể có tính đột phá, tầm nhìn trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Các công việc có sản phẩm đầu ra rõ ràng, làm thước đo đánh giá chất lượng công việc. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, đưa tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại buổi họp mặt, các phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu buổi họp mặt, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đạt mức tăng trưởng kinh tế GRDP 8-8,5% trở lên, hoàn thành cao nhất 22 chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống đẩy lùi kiểm soát dịch bệnh COVID-19, triển khai các kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và đẩy nhanh tiến độ thi công 11 công trình dự án trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chỉ số PCI-PAPI và Index CBAT của tỉnh trong năm 2022. Tôi rất hoan nghênh việc tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh với các đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, với các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, với các đồng chí lãnh đạo ủy ban dân các địa phương, các huyện thành phố của chúng ta. Và điều mà chúng ta rất quan tâm và cũng là nội dung rất quan trọng là chúng ta cần phải cùng với nhau để tổ chức triển khai thực hiện, đưa những nội dung trong cam kết này trở thành ý chí, quyết tâm chủ động trong cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ có kết quả của từng đồng chí, của từng sở ngành, từng cơ quan đơn vị, từng địa phương, tức là làm sao cho việc ký kết phải mang lại kết quả thực sự. Muốn như vậy thì tôi đề nghị từng đồng chí lãnh đạo ủy ban, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các ủy ban dân các huyện thành phố, các đồng chí phải có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, có lộ trình thực hiện nội dung cam kết, xây dựng các giải pháp, biện pháp phù hợp với thực tiễn để đồng chí tổ chức triển khai thực hiện có kết quả, xác định các nguồn lực, cách huy động nguồn lực, rồi có cái phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc để triển khai thực hiện nội dung cam kết. Và sau buổi họp mặt và ký cam kết cũng như là giao kế hoạch nhiệm vụ ngày hôm nay, thì đề nghị các đồng chí theo chức năng nhiệm vụ, theo vị trí công tác của mình, đồng chí triển khai ngay những nội dung đã cam kết và triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, rồi nhân viên, rồi các bộ phận ở đơn vị của mình để cùng thực hiện với sự quyết liệt, quyết tâm và nỗ lực cao nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi các ngành các cấp, thì tôi cũng như các đồng chí hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn, những thách thức và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh Bến Tre của chúng ta, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết tỉnh ủy năm 2022 và nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh của chúng ta nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ tin tưởng rằng với sự quyết liệt, quyết tâm và nỗ lực hết mình của Ủy ban dân tỉnh, các ngành các cấp tỉnh Bến Tre sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết tỉnh ủy năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi họp mặt cũng đã biểu dương các tập thể cá nhân được nhận huân chương, bằng khen, cờ thi đua của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và khen thưởng thành tích đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.